Xin chào tất cả quý vị đã đến với kênh của Shin Eun Huy. Thì ngày hôm nay em sẽ không hát và cũng không kể chuyện hay đọc thơ, mà hôm nay em muốn chia sẻ với cả nhà của mình một vài vấn đề. Đó là kênh Shin Eun Huy của em đó quý vị. Mọi người ai cũng đã biết là đó là cái kênh kể chuyện, đọc thơ và chia sẻ những vấn đề liên quan về Phật Pháp là chủ yếu. Và mấy ngày hôm nay em có mở ra cái chương trình hát theo yêu cầu của quý vị thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Dạ, ai cũng yêu cầu mình hát bài này, bài kia, bài nọ, nhiều thể loại. Em cảm thấy rất là vui bởi vì ca hát nó cũng là một trong những đam mê của em từ lúc trước, lúc còn nhỏ. Nhưng mà mình không có điều kiện để mà mình thực hiện nó. Thì hôm nay có cái kênh YouTube nó cũng vui, mình được ca hát, được mọi người ủng hộ thì đó lại là niềm hạnh phúc lớn hơn nữa. Nhưng mà mới đây em được biết là khi mà mình lập ra một cái kênh YouTube đó, mình muốn làm về cái đề tài gì thì mình nên tập trung về vấn đề đó, mình làm xuyên suốt. Giống như mình mở ra kênh kể chuyện thì mình chỉ nên kể chuyện thôi, hoặc là mình mở ra kênh âm nhạc, mình hát lại những bài nhạc thì mình cũng chỉ chuyên môn vào nó lĩnh vực âm nhạc. Đó, thì nếu mà mình mà vừa kể chuyện mà vừa có âm nhạc, mình lẫn lộn nhiều thứ, thì sau này khi kênh của em được 1.000 người đăng ký và đủ 4.000 giờ xem, thì kênh ông YouTube đó, ông YouTube ông kiểm tra, ông thấy cái kênh này nó thập cẩm từ lưa thì ổng là không chịu. Cái tin này thì em cũng mới biết thôi, tại vì em cũng mới bước vô đây, em nghĩ làm cho nó vui thôi mà. Rồi cái em cũng không có biết nhiều, em không có rành đâu. Rồi cái hồi chiều này em ngồi em coi mấy cái kênh YouTube khác thì em tình cờ em mới biết được cái thông tin như vậy, là mình không có được làm nhiều thứ, nào hát thì hát, nào kể thì kể, chứ mà làm nhiều thứ thì mai mốt YouTube nó lại khó khăn trong vấn đề bật kiếm tiền. Em nghe nói như vậy đó quý vị. Mà cái chương trình ca nhạc theo yêu cầu của chúng ta thì em còn nợ gần cả chục bài hát, gồm chưa có kịp để mà gửi đến quý vị những bài hát. Và những cái bản nhạc cũng dễ bị dính bản quyền nữa cả nhà. Giống như những clip gần đây nè, em đăng lên nó cũng bị 1-2 bài bị dính bản quyền đó. Nhưng mà bây giờ mình chưa có bật kiếm tiền cho nên là bị dính bản quyền không có sao. Nhưng mà sau này mà mình muốn bật kiếm tiền khi đủ điều kiện đó, thì mình phải xóa những cái clip mà mình bị dính bản quyền vừa rồi thì mình vẫn bật kiếm tiền được. Nhưng mà nếu mình xóa nhiều clip quá thì nó ảnh hưởng đến thời lượng người xem là không đủ 4.000 giờ thì mình lại phải tiếp tục chờ. Đó, cho nên là cái ông YouTube đó sao ổng khó chịu quá quý vị ha. Người ta có kênh, người ta muốn làm gì kể người ta, muốn hát hay kể chuyện kể người ta. Ổng cũng khó khăn, ổng bắt làm chuyên dụng vô một chủ đề thôi. Ổng không cho mình nhảy qua nhảy lại. Cái rồi đó, mà bây giờ thì quý vị yêu cầu em thì cũng còn nhiều bài. Cho nên là em có cái suy nghĩ này, em định sẽ mở ra một cái kênh riêng, thêm một kênh nữa, là kênh này sẽ chuyên về âm nhạc thôi. Đó là em sẽ, quý vị muốn yêu cầu em bài nào mà cứ được là em sẽ dứt tới luôn, quất tới luôn quý vị ơi. Tại vì mình mình yêu âm nhạc mà, đó là mơ ước lúc còn nhỏ mà không có điều kiện thực hiện. Cho nên là bây giờ lập ra cái kênh YouTube mà được ca hát và được mọi người ủng hộ, nó thích lắm, nó hạnh phúc, nó lân lân đâu trên mây đó cả nhà. Đó, mà bây giờ em không thể nào đăng clip ca nhạc nhiều trên cái kênh Shin Eun Huy này được. Cho nên em định sẽ lập ra một cái kênh âm nhạc của Shin Huy. Là cái kênh gì thì em chưa nghĩ ra, nhưng mà trước khi mở cái kênh đó thì em muốn xin phép được hỏi cả nhà của mình trước là
Em định lập thêm một kênh âm nhạc nữa, cả nhà có ủng hộ em không? Nếu mà ủng hộ thì bình luận cho em bên dưới hoặc và bấm lượt like cho em trong cái clip này, để cho em biết được mọi người. Nếu mà ủng hộ em nhiều thì em sẽ mở ra thêm một cái kênh âm nhạc, dạ, để cạnh tranh với các anh Đức Hòa Biển Xanh đó. Cái anh mà áo thun vàng, đôi giày xanh 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 dương đó, ảnh ra một kênh âm nhạc hát hay quá trời luôn, mà mình muốn song ca với ảnh, ảnh không có chịu, ổng cho mình song ca chung, ghét quá giờ lập ra kênh âm nhạc dập ảnh mới được. Dạ giỡn thôi nha anh Đức Hòa. Nói giỡn thôi chứ đừng tưởng thiệt rồi giận em không ủng hộ em, tội nghiệp em ngang. Đó, điều em muốn chia sẻ ở đây với quý vị là em sẽ dự định lập thêm một kênh mới. Nếu mà quý vị ủng hộ em thì lúc đó em sẽ lập ra, thì cái kênh đó là cái kênh gì thì em sẽ thông báo với cả nhà của mình nha. Thì ở cái kênh đó thì không có quan trọng là bậc kiếm tiền nữa quý vị, dạ. Cái kênh đó là kênh để cho mọi người giải trí. Ai thích yêu cầu em bài gì thì em hát bài đó cho quý vị nghe. Không có quan trọng về vấn đề bản quyền âm nhạc hay này kia kia nọ, mệt lắm. Tại vì em thì định cái kênh kênh Xuyên Ôn Huy này nè, kênh về Phật Pháp, thì em dự định là sau này nếu như dụ đủ điều kiện để bật kiếm tiền thì em vẫn sẽ bật kiếm tiền đó, chứ không phải là không mở. Bởi vì em làm YouTube này em cũng có dự định là sẽ có thu nhập cho mình, bởi vì theo như quý vị cũng biết là dịch vừa qua rất là căng thẳng, mặc dù Việt Nam đã có những cái hoạt động trở lại nhưng mà công việc của em thì nó khó. Nó chắc cũng phải năm sau, khi mà mấy bé mầm non đi học lại thì lúc đó em mới có dịp để mà đi dạy năng khiếu cho mấy bé. Chứ mà bây giờ thì trong năm nay là coi như xong rồi đó, là không có đi dạy được. Cho nên là em muốn đầu tư vào cái kênh Xin Ân Huy này, để mà mai mốt mình có điều kiện thì mình sẽ bật kiếm tiền để nuôi sống bản thân cũng như gia đình. Đó, cho nên là, nhưng mà bây giờ mà không hát thì em chịu không được, dạ. Tại vì đó là đam mê, với lại được mọi người ủng hộ vui lắm. Thấy mọi người yêu cầu mình hát bài này bài kia rồi thích lắm. Cho nên là em có dự định sẽ mở ra thêm một cái kênh kênh mới về kênh âm nhạc. Cả nhà có cục ủng hộ em hay không? Nếu mà ủng hộ em thì hãy like cho em clip này nhiều nhiều để báo hiệu cho em biết là mọi người ủng hộ em, và cho em bình luận ở bên dưới nha. Nếu mà được thì em sẽ lập ra một cái kênh. Ok, thì những lời nhắn nhủ của em muốn gửi đến cả nhà là có bao nhiêu đó thôi. Cả nhà cho em câu trả lời nghe. Dạ, em mong đợi từ cả nhà. Em muốn lập ra một cái kênh để cho mọi người vui chơi, ca hát thoải mái, quẩy tới luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà luôn. Không, mà bây giờ là không bắt con gà mà là lên nóc nhà bắt con Covid, cho nó mau đi đi đi, cho thế giới được bình yên trở lại, được hoạt động sống dậy, dạ. Thì những lời em muốn tâm sự với cả nhà của mình thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và em xin kết thúc ở đây. Xin chúc cả nhà của mình có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và nhiều thành công. Còn những anh chị cô chú nào mà ở nước ngoài thì có giấc ngủ thật ngon, thật sâu và có nhiều mộng đẹp. Xin chào cả nhà của mình, hy vọng nhận được tín hiệu tốt lành từ cả nhà yêu của em. Dạ, xin chào tạm biệt cả nhà của mình nha. Bye bye.